Xin chào tất cả các em. Ở những buổi học ngày hôm trước thì cô trò mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về số hữu tỉ phải không nào? Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi học một đơn vị kiến thức mới, đấy là số vô tỉ, khái niệm về căn bậc 2. Để hiểu được thế nào là số vô tỉ, biết được như thế nào là căn bậc 2, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu bài toán sau. Cô có bài toán. Cô cho hình vẽ bên với các hình A, B, C, D là một hình vuông. Hình AEBF cũng là một hình vuông. Hình vuông AEBF thì cô cho sẵn cạnh BE có độ dài là 1 mét. Bài toán của cô yêu cầu các em ý A hãy đi tính cho cô diện tích của hình vuông ABCD. Ý B hãy đi tính cho cô cạnh AB. Để tính được diện tích của hình vuông ABCD này, các bạn hãy nhìn cho cô này. Cô nối AC, cô nối BD và nó cắt nhau ở F đúng không nào? AC và BD cắt nhau ở F đã chia hình vuông ABCD của cô thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau. Đấy là tam giác ABF, tam giác ADF, CBF và CDF. Đây là 4 tam giác có diện tích bằng nhau. Vậy thì cô nói là diện tích của hình vuông chính là tổng diện tích của 4 tam giác này. Mà do 4 tam giác có diện tích bằng nhau nên cô nói là diện tích của hình vuông cũng bằng 4 lần diện tích của từng tam giác nhỏ. Và cô viết là bằng 4 lần diện tích tam giác ABF. Cô viết diện tích hình vuông ABCD thì bằng 4 lần diện tích của tam giác nhỏ ABF. Tương tự như thế, nhìn sang hình vuông AEBF, khi cô nối AB lại thì hình vuông này được chia làm hai tam giác nhỏ đúng không? Tam giác ABF và tam giác, cô xin lỗi, tam giác ABE và tam giác ABF. Hai tam giác này có diện tích bằng nhau. Vậy cô nói diện tích hình vuông AEBF bằng hai lần diện tích tam giác nhỏ ABF. Diện tích hình vuông AEBF sẽ bằng hai lần diện tích của tam giác nhỏ ABF. Từ hai tỷ lệ diện tích này cô sẽ suy ra được diện tích hình vuông ABCD mà chia cho diện tích hình vuông AEBF bây giờ chính bằng 4 lần diện tích tam giác nhỏ ABF chia cho 2 lần diện tích tam giác nhỏ ABF phải không nào? Diện tích tam giác ABF chia cho 2 lần diện tích tam giác nhỏ ABF. Và cô rút gọn này, diện tích tam giác ABF chia cho diện tích tam giác ABF là hết 4 chia 2 thì được bằng 2. Vậy diện tích tam giác hình vuông ABCD chia cho diện tích hình vuông AEBF của cô bây giờ sẽ có tỷ lệ bằng 2. Muốn tính diện tích ở bên trên này, cô sẽ đi tính diện tích ở bên dưới đúng không? Cô thay vào tỷ lệ là cô sẽ tìm ra được cái ở bên trên. Cô đi tính diện tích hình vuông AEBF. Nhìn cho cô, hình vuông này có cạnh BE dài 1 mét phải không nào? Vậy thì cô sẽ tính được diện tích nó bằng độ dài cạnh BE nhân chính nó bằng 1 nhân 1 là 1 mét vuông đấy. Ta có diện tích hình vuông AEBF thì chính bằng độ dài cạnh BE nhân với chính nó. BE nhân BE cô viết gọn lại thành BE mũ 2 chúng ta đã học rồi. Bằng 1 mũ 2 bằng 1 mét vuông. Phải không nào? Vậy là cô tính xong diện tích hình vuông AEBF. Cô thay vào đây, ta sẽ được điều gì? Suy ra này, diện tích ABCD chia cho diện tích AEBF, bây giờ cô thay bằng 1 mét vuông. Tỉ số này bằng 2, đúng không nào? Từ đây cô sẽ suy ra được diện tích ABCD chính bằng 1 nhân 2 và bằng 2, phải không nào? Suy ra diện tích hình vuông ABCD chính bằng 1 nhân với 2 và bằng 2, đơn vị là mét vuông.
Thế là cô đã tính xong được câu A, tính diện tích hình vuông ABCD. Mặc dù không biết độ dài cạnh nào của nó nhưng cô vẫn tính được diện tích. Cô dựa vào hình vuông AEBF. Câu B. Ở ý B người ta yêu cầu các em đi tính cạnh AB, đúng không? Ta có diện tích hình vuông ABCD. Muốn tính cạnh AB thì rất đơn giản, ta có này. Diện tích hình vuông ABCD chính bằng độ dài cạnh AB nhân với chính nó, phải không? AB nhân AB thì cô viết gọn lại thành AB mũ 2. Vậy diện tích hình vuông này bằng AB mũ 2. Mà diện tích hình vuông thì lại bằng 2 mét vuông. Thế thì cô thay vào đây chính là 2 mét vuông thì bằng AB mũ 2. Suy ra 2 mét vuông bằng AB mũ 2. Vậy ta chỉ cần tìm xem AB là số bình phương nên bằng 2, đúng không nào? Cô đặt AB bằng x. Với x lớn hơn 0 và x có đơn vị là mét nhá. À, x là độ dài của một cạnh trong hình vuông thì nó phải luôn lớn hơn 0 và nó có đơn vị là mét. Cô có AB bằng x thì AB mũ 2 chính bằng x mũ 2 và bằng 2. Ta có bài toán x mũ 2 bằng 2. Đi tìm AB chính là đi tìm x. Trở lại với bài toán x mũ 2 bằng 2, tìm AB chính là tìm x. Câu hỏi đặt ra như sau: liệu có số hữu tỉ nào bình phương lên thì bằng 2 không? Các em có tìm ra được không số một số hữu tỉ nào đó bình phương lên mà lại bằng 2? Trong thực tế thì các nhà khoa học đã tìm ra được không có số hữu tỉ nào bình phương lên bằng 2, mà người ta tìm được một số x bằng 1,41421356 chấm 3 chấm. Đây là số x bình phương lên bằng 2, thỏa mãn yêu cầu x lớn hơn 0. Cho nào, ta nhận xét gì về số này nhỉ? À, đây là một số thập phân. Số thập phân thì cô và các em đã cùng nhau học hai loại số thập phân. Dạng thứ nhất đấy là số thập phân hữu hạn, ví dụ như các số 1,5, số -2,113. Đây là các số thập phân hữu hạn, đúng không nào? Hữu hạn tức là đằng sau dấu phẩy, phần thập phân có hữu hạn các số. Loại số thập phân thứ hai mà chúng ta đã được học đấy là số thập phân vô hạn tuần hoàn, đúng chưa? Ví dụ như các số 1, chu kỳ 3 hoặc là 3,1 chu kỳ 5. Viết như này tức là đằng sau dấu phẩy có vô số số 3 lặp lại, đúng không? Viết như này tức là đằng sau 3,1 phần 1 phần 10 này, đằng sau nó có vô số số 5 được lặp lại, thì người ta viết theo chu kỳ như vậy. Đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vô hạn tức là đằng sau dấu phẩy của cô có vô số chữ số nữa, ta không đếm hết được. Vậy thì cái x này chắc chắn không phải số thập phân hữu hạn rồi, đúng không nào? Là số thập phân nhưng không hữu hạn, vì đằng sau dấu phẩy của cô này có chấm 3 chấm các chữ số nữa. Nhưng nó cũng không phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Vì sao nhỉ? Vì phần thập phân của cô là 41421356, nó không có quy luật gì cả. Vậy số x này được người ta gọi cho nó một cái tên, đấy là số thập phân vô hạn nhưng mà không tuần hoàn. Các em chú ý chữ không tuần hoàn nhá. Nó là một số thập phân này, nó vô hạn này nhưng nó không hề tuần hoàn. Và các số thập phân vô hạn không tuần hoàn này được người ta đặt cho một cái tên, đấy là số vô tỉ. Đây chính là số vô tỉ. Ta đi tìm hiểu thế nào là số vô tỉ. Từ ví dụ trên thì người ta đã định nghĩa được số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Nhớ là thập phân vô hạn không tuần hoàn thì nó cũng chính là số vô tỉ. Số vô tỉ cũng được người ta định nghĩa theo một cách khác, đấy là số vô tỉ là các số không phải số hữu tỉ. Cái tên của nó đã nói lên, đúng không? Vô tỉ và hữu tỉ là hai cái tên ngược nhau.
Thế nào là số hữu tỉ nhỉ? Ở bài hôm trước cô đã dạy các em, số hữu tỉ là các số có giảm A phần B, đúng không? Trong đó A, B là các số nguyên. Số hữu tỉ được viết dưới dạng này. Vậy thì số vô tỉ là các số không phải số hữu tỉ. Thế thì nó chính là các số không thể viết được dưới dạng A phần B với A, B là số nguyên. Nhớ nhé, số hữu tỉ là số viết được dưới dạng A phần B, còn số vô tỉ là số không thể viết được dưới dạng A phần B với A, B là các số nguyên. Đây là cách mà người ta định nghĩa về số vô tỉ. Vậy thì trong thực tế có vô số số vô tỉ tồn tại, đúng không nào? Và các số vô tỉ tồn tại đấy người ta được gọi là tập hợp các số vô tỉ. Người ta quy ước Y được gọi là tập hợp các số vô tỉ, ký hiệu là chữ Y ngắn in hoa nhé. Đây là chữ Y ngắn in hoa. Trong thực tế ta đã học các tập hợp gì nhỉ? À, đầu tiên ta học tập hợp số tự nhiên N, sau đó ta học đến tập hợp các số nguyên Z, rồi là tập hợp các số hữu tỉ Q, và hôm nay cô đã dạy cho các em tập hợp các số vô tỉ Y. Thế thì các tập hợp đấy có mối quan hệ gì với nhau? Các em cùng theo dõi sơ đồ Venn sau đây của cô. Đầu tiên là tập hợp N, đầu tiên chúng ta học các số dương 0, 1, 2, 3, đúng không? Tiếp đến là tập hợp các số nguyên thì nó lớn hơn tập hợp số N vì tập hợp các số nguyên có cả các số âm. Sau đó là ta học đến số hữu tỉ Q, chính là các phân số, đúng không nào? Rồi cả các số 1,5, âm 1,2 nó lớn hơn tập hợp Z. Vậy là N là con của Z, Z thì lại là con của Q. Vậy thì tập hợp Y nó nằm ở đâu trong cái sơ đồ Venn này? Thì như ta đã định nghĩa này, số vô tỉ là các số không phải số hữu tỉ. Vậy Y và Q sẽ không giao nhau ở đâu cả, đúng không? Vậy tập hợp Y của cô sẽ đứng một mình ở ngoài so với tập hợp các số các em đã được học nhá. N là con của Z, Z là con của Q, nhưng Y thì sẽ không giao nhau gì với ba tập hợp này, một mình nó sẽ đứng ở ngoài. Đây là mối quan hệ giữa các tập hợp mà cô muốn bổ sung cho các em hiểu biết thêm về phần này. Ta sẽ sang phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, đấy là học khái niệm về căn bậc 2. Trước khi vào học phần này thì cô có một câu hỏi nhỏ như sau. Số nào bình phương nên thì bằng 9? Cô đố các bạn biết số nào bình phương nên bằng 9 nhỉ? À, ta có 3 mũ 2 lên thì bằng 9, phải không nào? 3 mũ 2 chính là 3 nhân 3 bằng 9. Nhưng không phải chỉ có mỗi 3 mũ 2 mà cô còn tìm ra được một số nữa, đấy là số trừ 3. Trừ 3 tất cả mũ 2 nên cũng bằng 9, vì trừ 3 tất cả mũ 2 chính là trừ 3 nhân trừ 3 bằng dương 9, phải không nào? Từ đây người ta thấy là có hai số bình phương nên bằng 9, đấy chính là số 3 và số âm 3. Và người ta nói 3 và âm 3 là các căn bậc 2 của 9. À, khi mà nói như vậy thì ta sẽ có một cái khái niệm mới, đấy là các căn bậc 2. Thế nào là các căn bậc 2? Căn bậc 2 của một số là gì? Ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm về căn bậc 2. Người ta định nghĩa về căn bậc 2 như sau. Căn bậc 2 của một số A không âm là số x, sao cho x bình phương lên bằng A. Thế nào là một số A không âm nhỉ? À, số âm ta biết rồi, số A âm chính là các số A mà nhỏ hơn không, đúng không nào? Đây là các số âm. Vậy thì các số không âm chính là các trường hợp còn lại của nhỏ hơn không, chính là A không âm này là các trường hợp còn lại của số âm, đúng không? Chính là A phải lớn hơn hoặc bằng không. Vậy thì các em phải hiểu được cho cô, căn bậc 2 của một số A không âm chính là căn bậc 2 của một số lớn hơn hoặc bằng 0 là các số x, sao cho x bình phương lên bằng A nhé. Đây là định nghĩa về căn bậc 2. Ta đi vào làm hỏi chấm 1. Hỏi chấm 1 là tìm các căn bậc 2 của 16. Tìm căn bậc 2 của 16 thực tế là ta đi tìm các số x, đúng không? Sao cho x bình phương lên thì bằng
bằng 16. Đầu tiên ta có số nào bình phương lên bằng 16 các em nhỉ? À, rất là quen thuộc. 16 thì bằng 4 mũ 2. Phải không nào? 4 mũ 2 chính là 4 x 4 bằng 16. Nhưng mà 16 của cô thì cũng bằng âm 4 tất cả mũ 2. Phải không? Âm 4 mũ 2 là âm 4 x âm 4. Âm x âm bằng dương. 4 x 4 bằng 16. Âm 4 tất cả mũ 2 bằng 16. Cô có hai điều này. Vậy cô suy ra được 4 và âm 4 chính là các số mũ 2 lên bằng 16. Thì nó là các căn bậc 2 của 16. Vậy từ những điều ở trên này, cô kết luận được 4 và âm 4 là các căn bậc 2 của 16 nhé. 4 và âm 4 là các căn bậc 2 của 16, bởi vì nó mũ 2 lên thì bằng 16. Đây là câu hỏi chấm 1 của cô. Khi làm các bài tập về căn bậc 2 cũng như là đi tìm hiểu xem là căn bậc 2 của một số là số nào, thì cái khái niệm căn bậc 2 được chúng ta nhắc lại cũng như là viết đi viết lại rất nhiều lần. Khi viết nhiều lần như thế thì gây ra sự bất tiện cho chúng ta. Vậy thì người ta đã sáng tạo ra một cái, đấy là ký hiệu dấu căn bậc 2. Dấu căn bậc 2 được ký hiệu như sau. Đây là ký hiệu dấu căn bậc 2. Và nó được sử dụng như thế này này. Với x là căn bậc 2 của A và x lớn hơn hoặc bằng 0 thì ta được phép viết căn bậc 2 của A bằng x. Tức là với x là căn bậc 2 của A, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai của cô là căn bậc 2 nhưng nó phải lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Đây điều kiện thứ hai thì cô mới được phép viết là dấu căn bậc 2 của A bằng x nhé. Từ cái định nghĩa này thì cô sẽ có số dương A luôn có đúng hai căn bậc 2. Một số là số dương chính là căn A và một số âm chính là trừ căn A nhé. Số dương A, những số dương thì mới có căn bậc 2, phải không nào? Có đúng hai căn bậc 2, một số dương là căn A. Nhớ khi cô viết căn A, tức là cô nói đến các căn bậc 2 dương của A. Và một số âm là trừ căn A, tức khi cô nói trừ căn A, đây là cô nhắc đến các số căn bậc 2 âm của A nhé. Ví dụ, số 25 của cô nó là một số dương, phải không? 25 lớn hơn 0 nên nó là một số dương này. Có đúng hai căn bậc 2 chính là căn A là căn 25. Là căn 25 và trừ căn 25, đúng không? Căn A và trừ căn A. Trong đó căn 25 bằng 5. Vì sao nhỉ? Vì 5 mũ 2 lên thì bằng 25 và 5 thì lớn hơn hoặc bằng 0, phải không nào? Nó thỏa mãn hai điều kiện này. Vậy số 25 có đúng hai căn bậc 2, cô ký hiệu là căn bậc 2 của 25 bằng 5 và trừ căn bậc 2 của 25 bằng trừ 5 nhé. Đây là về ký hiệu căn bậc 2 của một số. Các em đặc biệt chú ý cho cô, không bạn nào được viết căn 25 bằng cộng trừ 5. Nhớ nhé, không được viết như này. Viết như này là các em sai, sẽ bị gạch bài. Vì sao? Vì khi cô định nghĩa cái căn bậc 2 của một số bằng x, nhưng x phải làm sao? Phải lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Đúng là 5 và âm 5 đều là căn bậc 2 của số 25. Nhưng âm 5 nó không thỏa mãn điều kiện thứ hai, đấy là điều kiện lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì không bạn nào được viết căn 25 bằng âm 5 nhá. Ta chỉ được viết là căn 25 bằng 5, chứ không được viết thêm cả dấu trừ vào đây nữa. Cộng trừ 5 là sai. Nhớ kỹ cho cô.
Ta chuyển sang phần tiếp theo, các chú ý khi làm bài về căn bậc 2. Cô cho trục số. Trục số của cô có số 0 là mốc. Vậy thì về phía bên tay phải của số 0 theo chiều của các em nhé. Về phía bên tay phải của số 0 chính là các số dương. Số dương chính là A lớn hơn 0. Về phía bên tay trái của số 0 theo chiều của các em thì đây chính là các số âm A nhỏ hơn 0. Thì ta có này, các số âm A nhỏ hơn 0 không có căn bậc 2. Nhớ định nghĩa căn bậc 2 là định nghĩa cho các số không âm, nên là các số âm thì sẽ không có căn bậc 2. Số 0 của cô có đúng một căn bậc 2 và nó được viết là căn bậc 2 của 0 thì bằng 0. Nhớ nhá, số âm không có căn bậc 2, số 0 có đúng 1, đấy là căn bậc 2 của 0 bằng 0. Đến các số dương, các số A lớn hơn 0 của cô thì lúc nãy cô đã nói rồi. Các số dương A luôn có đúng 2 nhá. Đúng 2, căn bậc 2 là căn A và trừ căn A. Vậy mình nhớ lại này, số âm thì không có căn bậc 2 nào. Số 0 thì có một căn bậc 2, còn số dương thì có đúng 2 căn bậc 2. 0 1 2 từ trái sang phải nhá, theo thứ tự tăng dần về số lượng căn bậc 2. Các em cũng có thể nhớ mẹo như vậy. Đây là các chú ý khi chúng ta làm bài tập về căn bậc 2. Để các em hiểu hơn về chú ý này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm hỏi chấm sau. Viết các căn bậc 2 của âm 3, 10 và 4. Viết các căn bậc 2 tức là chúng ta đi tìm căn bậc 2 của các số này, đúng không nào? Đầu tiên này, căn bậc 2 của âm 3. Căn bậc 2 khi mà viết căn bậc 2 bằng chữ thế này nhá, thì bây giờ cô sẽ quy ước với các em, cô sẽ viết tắt là CBH như thế này. In hoa các chữ cái đầu. Căn bậc 2 của âm 3. Tìm căn bậc 2 của âm 3 nào. À, căn bậc 2 ta định nghĩa là gì nhỉ? Các số A không âm có căn bậc 2 là X nếu X bình phương bằng A. Nhưng số 3 này của cô nó có không âm không? Không, đúng không? Số âm 3 này của cô là một số, là một số âm, số nhỏ hơn 0 đấy, nên là nó sẽ không có căn bậc 2, đúng không? Nên âm 3 thì không có căn bậc 2. Nhá. Đầu tiên cô phải xét xem là cái số mà mình đi tìm căn bậc 2 đấy nó có thỏa mãn điều kiện không âm không. Và cô nhận ra cái số âm 3 này này, nó là một số âm không thỏa mãn điều kiện đấy nên nó không có căn bậc 2. Số tiếp theo đấy là số 10. Tìm các căn bậc 2 của 10, cô có này, căn bậc 2 của 10. Thì mình thấy 10 là một số lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Đây là một số không âm. Nó lớn hơn hẳn 0 đấy, nhưng cô sẽ viết là lớn hơn hoặc bằng cho các em dễ nhìn nhá. Đây là số không âm nên nó có có đúng 2 căn bậc 2, đấy là căn 10 và trừ căn 10 theo chú ý lúc nãy cô đã nói. Có căn bậc 2 của 10 là căn 10 và trừ căn 10. Các em chú ý khi viết ký hiệu căn này, số ở dưới căn phải nằm gọn ở trong ký hiệu nhá. Tuyệt đối không bạn nào viết kiểu này, căn 10 như thế này, nó không có tính thẩm mỹ, được chưa? Và cũng không nên viết dài quá thế này, căn 10 thế này. Các em viết vừa đủ cái ký hiệu này, viết sao cho đẹp. Đây là một ký hiệu mới nhá. Căn bậc 2 của 10 có đúng hai cái là căn 10 và trừ căn 10, bởi vì 10 là một số không âm. Số tiếp theo là số 4. Căn bậc 2 của 4. Ta thấy 4 là một số không âm, đúng không? Chính xác đó là một số lớn hơn 0. Nhưng cô cũng vẫn viết là lớn hơn và bằng 0 ở đây cho các em dễ nhìn nhá. Ký hiệu một số không âm này.
căn bậc 2 của 4 là 4 sẽ có đúng 2 căn bậc 2 chính là căn 4 và trừ căn 4, đúng không nào? Nhưng về cái căn 4 này, cô thấy này, căn 4 thì bằng gì? Căn 4 thì bằng gì nhỉ? Cô thấy có một số 2 là một số lớn hơn không? Đúng không? Trong đó số 2 mũ 2 lên thì bằng 4. Vậy thì căn bậc 2 của 4 chính bằng 2, đúng không? Đây là cô nháp ra và cô thấy điều này. Bây giờ cô sẽ viết căn bậc 2 của 4 chính bằng 2 và căn bậc 2 của 4 bằng 2 và số thứ 2 là số trừ căn 4 chính là trừ của 2. Thấy không nào? Vậy thì 4 có đúng 2 căn bậc 2 chính là căn 4 thì bằng 2 và trừ căn 4 thì bằng trừ 2 nhá. Đây là tìm căn bậc 2 của các số. Các em nhớ là ta phải đi so sánh xem nó có thỏa mãn điều kiện không âm không thì ta mới đi tìm các căn bậc 2 nhá. Còn nếu nó là số âm thì khẳng định luôn nó không có căn bậc 2. Được chưa? Đây là ví dụ 2 của cô. Ta chuyển sang phần tiếp theo. Để củng cố hơn cho các em về kiến thức của bài mới ngày hôm nay thì ta sẽ chuyển sang phần 3, phần bài tập ứng dụng. Chúng ta sẽ đi làm bài đầu tiên, bài 82 trong sách giáo khoa trang 41. Bài 82 cho như sau. Hãy hoàn thành bài tập sau theo mẫu. Bài tập gồm có 4 ý A, B, C, D. Phải không nào? Ta sẽ theo dõi mẫu nhé. Mẫu họ cho này. Vì 2 mũ 2 bằng 4 nên căn bậc 2 của 4 thì bằng 2. Người ta muốn tìm căn bậc 2 của một số thì người ta viết là vì cái số này mũ 2 lên bằng số 4 nên căn bậc 2 của số 4 chính bằng cái số 2. Phải không nào? Ta sẽ đi tìm câu A. Vì 5 mũ 2 bằng chấm 3 chấm. 5 mũ 2 thì bằng 5 mũ 2 chính bằng 5 x 5 bằng 25. Phải không nào? Vậy cô điền ở đây là số 25. Vì 5 mũ 2 thì bằng 25 nên là căn bậc 2 của mấy thì bằng 5 nhỉ? Căn bậc 2 của 25 đúng không? Căn bậc 2 của 25. Đây các bạn chú ý nhé. Viết cái số ở dưới dấu căn phải nằm gọn trong dấu căn. Lại này, vì 5 mũ 2 thì bằng 25 nên cô khẳng định được căn bậc 2 của 25 bằng 5. Đây là câu A rất là dễ. Câu B này. Vì 7 mũ chấm 3 chấm bằng 49. 7 mũ mấy thì bằng 49 nhỉ? Ta luôn nhớ là 77 49. Mà 77 chính là 7 x 7 là 7 mũ 2. Vậy cô điền ở đây là vì 7 mũ 2 bằng 49 nên cái gì bằng 7? Nên căn bậc 2 của 49 sẽ bằng 7, đúng chưa? Căn bậc 2 của 49 sẽ bằng 7. Đấy, vì 7 mũ 2 thì bằng 49 nên căn bậc 2 của 49 sẽ bằng 7 nhá. Đây là câu B. Câu C. Vì 1 mũ chấm 3 chấm bằng 1. Ta có là 1 mũ bao nhiêu thì chả bằng 1, đúng không nào? Nên là ta sẽ bỏ ngỏ ở đây, ta đi nhìn tiếp này. Nên căn bậc 2 của 1 bằng mấy? Ở đây đi tìm căn bậc 2. Vậy thì chỗ này phải là 1 mũ 2, đúng không? Vì 1 mũ 2 thì bằng 1 nên căn bậc 2 của 1 chính bằng 1. Căn bậc 2 của 1 chính bằng 1. Vì 1 mũ 2 bằng 1 nên cô có căn bậc 2 của số 1 chính bằng số 1. Câu D khó hơn này. 2 phần 3 tất cả mũ 2 bằng chấm 3 chấm nên cái gì bằng cái gì? Đầu tiên cô phải đi tìm xem 2 phần 3 tất cả mũ 2 thì bằng gì? Cô tính nhá. Ta có này, 2 phần 3 tất cả mũ 2. Để tính được cái này ta phải đi sử dụng công thức
A mũ M, A phần B, tất cả mũ M thì chính bằng A mũ M chia cho B mũ M. Đúng không nào? Đây là một công thức về lũy thừa của một thương ta đã học từ lớp 6. Vậy thì áp dụng vào đây, 2 phần 3 tất cả mũ 2 sẽ chính bằng 2 mũ 2 phần 3 mũ 2. Đúng chưa nào? Bằng 2 mũ 2 phần 3 mũ 2. 2 mũ 2 của cô bằng 4. 3 mũ 2 của cô thì bằng 9. Vậy 2 phần 3 tất cả mũ 2 cuối cùng chính là 4 phần 9. Cô điền ở đây là 4 phần 9. Được không? Vì 2 phần 3 tất cả mũ 2 bằng 4 phần 9. Thế là căn bậc 2 của 4 phần 9 sẽ bằng 2 phần 3. Đúng không? Căn bậc 2 của 4 phần 9. Các bạn theo dõi cô viết căn bậc 2 của một phân số viết như thế nào cho đẹp này. Căn bậc 2 của 4 phần 9, cô sẽ viết phân số 4 phần 9 trước. Sau đó cô viết dấu căn bậc 2 này, ta sẽ kéo dấu căn hết phân số nhá. Căn bậc 2 của 4 phần 9. Được chưa? Cái dấu căn này ta sẽ kéo hết phân số qua mẫu số luôn. Bằng 2 phần 3. 2 phần 3 tất cả mũ 2 bằng 4 phần 9. Thì căn bậc 2 của 4 phần 9 chính bằng 2 phần 3. Nhá. Chú ý cái dấu căn này của cô. Các bạn đừng viết dấu căn như thế này. 4 phần 9 rồi dấu căn viết lơ lửng như thế này. Rất là không có tính thẩm mỹ. Nhá. Ta sẽ viết dấu căn kéo hết dưới phân số. Được chưa? Vậy là ta đã dễ dàng hoàn thành được 4 ý A, B, C, D của bài số 1. Bài tìm viết theo mẫu. Ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo của ngày hôm nay, bài 83 ở sách giáo khoa trang 41. Bài này cũng yêu cầu các em tính theo mẫu, đúng không? Ta theo dõi này. Đề bài cho mẫu như sau. Căn bậc 2 của 25 thì bằng 5. Trừ căn bậc 2 của 25 thì bằng trừ 5. À, căn bậc 2 của 25 bằng 5 vì sao nhỉ? Vì 5 mũ 2 chính bằng 25 và 5 thì lớn hơn 0, đúng không? Nên ta viết là căn bậc 2 của 25 bằng 5. Tiếp tục, căn bậc 2 của trừ 5 tất cả mũ 2. Người ta tính như sau. Bằng căn bậc 2 của 25. Tức là người ta sẽ tính cái trừ 5 tất cả mũ 2 trong căn này trước. Trừ 5 tất cả mũ 2 chính bằng số 25. Thế là căn bậc 2 của trừ 5 mũ 2 bằng căn bậc 2 của 25. Và căn bậc 2 của 25 thì nó bằng 5 ở đây. Được chưa nào? Đây là mẫu của người ta. Ta cùng theo dõi đề bài người ta yêu cầu gì nhé. À, có 5 ý A, B, C, D, E. Tính các căn bậc 2. Ý A, căn bậc 2 của 36. Thì các em theo dõi cho cô sẽ nháp sang bên cạnh này nhé. Cô có này, căn bậc 2 của 36 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, tìm căn bậc 2 này chính là tìm một số lớn hơn 0. Sao cho nó mũ 2 lên bằng 36, đúng không? Số mũ 2 lên bằng 36 thì có 2 số. Chính là số 6 mũ 2 thì bằng 36. Mà số trừ 6 tất cả mũ 2 cũng bằng 36. Đúng chưa? Nhưng viết căn bậc 2 thế này là ta phải đi tìm một số lớn hơn 0 cơ. Vậy ta sẽ loại trường hợp trừ 6 đi. Cuối cùng cô viết căn bậc 2 của 36 chính là số 6 bằng 6. Được chưa? Đây là cách làm tìm căn bậc 2 của một số. Đầu tiên các em liệt kê các số mà mũ 2 lên bằng số dưới căn này ra. Sau đó ta sẽ chỉ chọn số dương thôi nhá. Viết căn bậc 2 là ta chọn số dương. Chưa? Tiếp tục đến trừ căn bậc 2 của 16. Muốn tìm được trừ căn bậc 2 của 16, cô phải đi tìm được căn bậc 2 của 16 trước nhé. Căn bậc 2 của 16 này thì bằng gì nhỉ? À, cô sẽ tìm xem số nào mũ 2 bằng 16. 16 thì bằng 4 mũ 2. 16 cũng bằng trừ 4 tất cả mũ 2. Đúng không? Số này rất là quen rồi. Mũ 2 lên mà bằng 16 thì là 4 và trừ 4. Nhưng cô đã nói rồi, ta đi tìm một số dương mũ 2 lên bằng 16 cơ.
Số âm 4 này là số số âm nên cô sẽ loại nó đi. Cô chọn số 4. Vậy căn bậc 2 của 16 chính bằng 4. Phải không? Căn bậc 2 bằng 4. Thế thì trừ căn bậc 2 chính là trừ của 4 bằng âm 4. Trừ của 4 hay là âm 4 đấy. Vậy là cô làm được câu B. Câu C nào. À, cô tìm căn bậc 2 của 9/25. Cái này thì khó hơn rồi này. Các bạn theo dõi cho cô. 9/25. Muốn tìm căn bậc 2 của phân số 9/25 này, cô phải tìm xem 9/25 bằng số nào? Tất cả mũ 2, đúng không? Cô có này, 9 thì bằng tử số 9 thì bằng 3 mũ 2. Đúng chưa nào? Mẫu số 25 thì bằng 5 mũ 2. Đúng không? Vậy thì cô sẽ sử dụng công thức A mũ M chia B mũ M chính bằng A chia B tất cả mũ M. Công thức ngược lại của bài lúc nãy. Bài lúc nãy ta dùng chiều xuôi, đấy là tất cả mũ M thì bằng A mũ M chia B mũ M. Bây giờ cô dùng chiều ngược, A mũ M chia B mũ M sẽ bằng A phần B tất cả mũ M. Thế thì 3 mũ 2 chia 5 mũ 2 sẽ chính bằng 3/5 tất cả mũ 2. Đúng không nào? Cô sẽ tìm ra nó bằng 3/5 tất cả mũ 2. Tương tự như cách tìm này, cô cũng sẽ tìm được 9/25 bằng trừ của 3/5 tất cả mũ 2 nhá. Cô sẽ tìm được hai số mũ 2 lên bằng phân số 9/25 bằng cách này. Được chưa? Cô tách tử và mẫu ra. Nhưng tìm căn bậc 2 của 9/25 chính là tìm một số dương mũ 2 lên bằng 9/25. Mà đã là số dương thì ta phải loại trừ trường hợp âm, đúng không? Ta bỏ cái này đi. Ta chọn số cuối cùng chính bằng 3/5. Cô viết vậy, căn bậc 2 của 9/25 chính bằng 3/5. Vì 3/5 là một số dương và nó mũ 2 lên thì bằng 9/25 nhá. Đây là câu C của cô. Câu D, căn bậc 2 của 3 mũ 2. Nào, căn bậc 2 của 3 mũ 2 thì bằng căn bậc 2 của 9, đúng không nào? Cô sẽ tính cái dưới căn trước giống như mẫu vậy. Căn bậc 2 của 3 mũ 2 này, 3 mũ 2 thì bằng 9, vậy nó chính bằng căn bậc 2 của 9, đúng không? Căn bậc 2 của 9, cô tìm xem số nào dương mà mũ 2 lên bằng 9. À, chính là số 3, đúng không nào? Làm nhanh là cô tin các bạn nhẩm ra được rồi, nhưng cô sẽ vẫn chữa chi tiết nhé. 9 thì bằng 3 mũ 2 và cũng bằng âm 3 tất cả mũ 2, đúng không? 9 bằng 3 mũ 2 cũng bằng âm 3 mũ 2. Nhưng lấy căn bậc 2 thế này là cô lấy số dương, nên cô sẽ loại trừ số âm này đi. Và cô kết luận được căn bậc 2 của 9 bằng 3. Ta viết vào đây, căn bậc 2 của 3 mũ 2 bằng căn bậc 2 của 9, và cuối cùng là bằng 3. Ta điền kết quả vào đây. Câu E, căn bậc 2 của trừ 3 tất cả mũ 2. Căn bậc 2 của trừ 3 tất cả mũ 2 thì bằng gì? Ta sẽ làm như mẫu là ta tính cái ở dưới căn trước. Trừ 3 tất cả mũ 2 bằng 9, phải không các em? Vậy bây giờ căn bậc 2 của trừ 3 tất cả mũ 2 chính là căn bậc 2 của 9. Căn bậc 2 của 9 thì bằng mấy? Bằng 3 đây rồi, phải không? Căn bậc 2 của 9 thì bằng 3 đây rồi, nên cô sẽ viết là bằng 3 nhá. Thế thì bài này điền kết quả vào bằng căn bậc 2 của 9 và cuối cùng vẫn là bằng 3. Đây là
ý E của bài 83. Nào, bây giờ hoàn thiện bài này rồi, nhưng các bạn theo dõi cho cô ý D và ý E. Căn bậc 2 của 3 mũ 2 cô cũng tính ra bằng 3. Căn bậc 2 của trừ 3 tất cả mũ 2 cô cũng tính ra bằng 3. Vậy thì từ ý D và ý E này, cô sẽ rút ra được cho các bạn một cái chú ý sau. Cô sẽ suy ra được này, căn bậc 2 của A mũ 2 chính bằng căn bậc 2 của trừ A tất cả mũ 2, và nó cũng chính bằng số A nhá, với A lớn hơn không. Cho nào, cô rút ra cho các bạn cái kết luận này. Căn bậc 2 của A mũ 2, 3 mũ 2 này, chính bằng căn bậc 2 của trừ A mũ 2, trừ 3 mũ 2 này, và chính bằng số A, được chưa? Bằng 3 này, với A lớn hơn không nhá. Đây là cái kết luận cô rút ra thêm cho các em từ bài 83. Các em tham khảo cách làm bài này. Các cùng chuyển sang bài tiếp theo của ngày hôm nay, bài 84. Bài 84 là một câu trắc nghiệm trong sách giáo khoa, đúng không nào? Nếu căn bậc 2 của x bằng 2 thì x mũ 2 bằng, ý A là 2, B là 4, C là 8 và D bằng 16. Đây là một câu trắc nghiệm nên là các em tự làm thử vào trong vở của mình, khoanh đáp án để bây giờ so đáp án với cô xem là có làm đúng không nhá. Cô có này, muốn tìm được x mũ 2 thì cô phải tìm được x là cái gì, đúng không? Ta có đi từ căn bậc 2 của x mà bằng 2 thì cô phải suy ra được x bằng cái gì. Suy ra được x bằng cái gì thì cô mới suy ra được x mũ 2 bằng cái gì, đúng không nào? Căn bậc 2 của x bằng 2, tức là 2 là căn bậc 2 của số x. 2 là căn bậc 2 của số x, tức là 2 mũ 2 thì bằng x, đúng không? Nên cô sẽ viết ở đây là 2 mũ 2 bằng x. X bằng 2 mũ 2, 2 mũ 2 bằng 4. Vậy thì x của cô bằng 4. Nhớ nhá, căn bậc 2 của x, tức là 2 mũ 2 lên sẽ bằng x. 2 là căn bậc 2 của x mà, 2 mũ 2 thì bằng 4. Vậy là x của cô bằng 4. Cô tìm được x bằng 4 là đến đây đã kết thúc bài toán chưa nhỉ? À chưa, cô còn phải đi tìm x mũ 2 này nữa. X bằng 4 thì x mũ 2 chính bằng 4 mũ 2, phải không? Mà 4 mũ 2 thì bằng 4 nhân 4 là 16, phải chưa nào? Vậy cô tìm được x mũ 2 bằng 16, chỉ qua 2 bước là cô khoanh ý D là câu trả lời đúng của bài này nhá. Câu này ta khoanh ý D. Đầu tiên đi tìm x, và từ x cô tìm ra được x mũ 2 bằng 16. Cô khoanh ý D. Từ các bài tập củng cố trên thì cô tin là các bạn đã nắm được cho cô làm thế nào để làm bài tập về số vô tỉ cũng như bài tập về căn bậc 2. Bây giờ cô sẽ đi tổng kết lại cho các em về kiến thức hôm nay chúng ta đã học nhé. Đầu tiên, hôm nay chúng ta đã học về số vô tỉ. Số vô tỉ được định nghĩa là số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Nhớ là không tuần hoàn nhé. Nó vô hạn nhưng nó cũng không tuần hoàn. Và tập hợp các số vô tỉ chính là tập hợp các số y, được chưa? Ký hiệu là y. Từ cái định nghĩa số vô tỉ này thì cô mong muốn là các em sẽ nhận biết và phân biệt được giữa số vô tỉ ta vừa học và số hữu tỉ chúng ta đã học ở những bài trước nhé. Kiến thức thứ hai chúng ta học được ngày hôm nay đấy là về căn bậc 2. Với số A lớn hơn hoặc bằng 0, tức là số A không âm, thì căn bậc 2 của số A đấy sẽ bằng một số x. Nếu x là căn bậc 2 của A và x lớn hơn hoặc bằng 0 nhá. Đây là nội dung kiến thức tiếp theo mà ta đã làm quen. Nữa, đấy là một số dương A thì có đúng hai căn bậc 2, đấy là căn A và trừ căn A. Nhớ, một số dương A luôn có đúng hai căn bậc 2,
Trong đó một số dương là căn A, một số âm là trừ căn A. Đây là nội dung kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta đã học. Hướng dẫn học ở nhà thì ở nhà các con làm cho cô bài tập 85 trong sách giáo khoa trang 42, cũng như bài tập 106, 110, 116, sách bài tập trang 29. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con vào những bài học tiếp theo.